Recording is on. Rồi xong rồi. Bắt đầu nha. Thôi thầy vào cái này. Vào cái này nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần là điều khiển các cái nhân vật ở trên sân khấu nhé. Hôm trước là chúng ta mới làm quen được một vài cái lệnh điều khiển ban đầu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi học sâu hơn một chút nữa những cái lệnh điều khiển mà các bạn sẽ phải học, sẽ phải làm, sẽ phải thực hành rất là nhiều ở trên thực tế để mô phỏng những kịch bản mà chúng ta mong muốn. Thì chúng ta biết là mỗi nhân vật ấy là nó có hai cái tham số rất quan trọng là tọa độ. Nó có tọa độ ở trên cái màn hình sân khấu đấy. Thì cái màn sân khấu này là nó như sau, là nó là có cái chiều rộng là 240 bước và chiều rộng là 480 bước và chiều cao của sân khấu là 360 bước. Ở điểm giữa sân khấu là điểm 00. Như vậy là mỗi một cái con vật tại một thời điểm nó có một cái tọa độ nào đó. Đây thấy đây đứng này. Những con mèo đang ở đây là con độ là 103, tọa độ x gì và y là tọa độ 11. Ở điểm giữa 00 ấy là nó là tọa độ 00 ở giữa. Thì cái lệnh go to x y là cái lệnh mà chúng ta có thể di chuyển con mèo đấy, con vật này đến một vị trí bất kỳ ở trên màn hình. Em dụ thầy di chuyển nó đến vị trí là 00 ấy, thì nó sẽ di chuyển vào giữa cái sân khấu. Đó. Một lệnh thứ hai là cái lệnh là go to như thế này, thì ta có thể là chuyển động, có lệnh là cho con mèo chuyển động đến một vị trí bất kỳ. Đây có hai lựa chọn. Một là chuyển động đến vị trí con thỏ chuột và hai là chuyển động đến vị trí ngẫu nhiên trên màn hình. Đó. Một số lệnh quan trọng nhé, chúng ta cho chú ý. Ngoài ra còn một số lệnh như là lệnh move về phía trước này. Được chưa? Lệnh xoay bên phải, lệnh xoay bên trái. Bao nhiêu độ đó. Con vật thì nó có hai cái thông tin, một là tọa độ, hai là hướng. Bây giờ hướng thì là sang bên phải này là hướng 90 độ này, lên trên là 0 độ này. Sang bên trái là âm 90 độ này, đúng không? Đấy, thì cái lệnh point in direction là chúng ta thấy là cái ta có điều khiển cái hướng của con mèo. Bấm lên ta chọn được cái hướng này. Đó, đây là hướng 90 độ này, đây là hướng 0 độ này. Đây là hướng âm 90 độ này, cái này là hướng là 180 độ hoặc là âm 180 độ. Ta chú ý nhé. Đó. Đây là cái lệnh điều khiển chính điều khiển các cái thông số chính của con mèo trên màn hình. Dựa trên cái tọa độ của sân khấu, chúng ta có thể hoàn toàn có thể là điều khiển con mèo di chuyển bất kỳ ở trên màn hình. Ngoài ra cũng lệnh rất quan trọng là cái lệnh là lệnh này là cái lệnh gọi là if on edge bounce. Đây là cái lệnh mà nó điều khiển khi con vật mà nó va chạm vào với cái thành của sân khấu, nó sẽ bật trở lại theo hướng là bật theo tọa độ gương của cái sân khấu đó. Thì chúng ta sẽ làm một số thì ta dùng lệnh này, chúng ta sẽ điều khiển con mèo điều khiển hướng của mình. Ví dụ thầy muốn nhé, việc thầy muốn là cho con mèo là chuyển động từ trái sang phải màn hình. Khi sang phải rồi thì con mèo nó là gì, nó lại xuyên lại từ bên trái. Thì chúng ta cảm giác như mèo chạy luôn về phía trước đấy, đúng không nhỉ? Chạy từ trái sang phải này, xong xuyên lại từ bên trái, ta xuyên lại cứ thế chạy như vậy mãi. Thì ta điều khiển con mèo chạy liên tục như vậy từ trái sang phải màn hình thì làm như nào? Sau khi dự vào lệnh này, chúng ta có thể điều khiển như sau nhé. Bây giờ để cho các bạn xem cái nó như sau nhé. Chúng ta sẽ vào cái event, chúng ta chọn cái event đầu tiên là đây là cái lệnh, đây là cái lệnh sự kiện để tạo ra cái khi bắt đầu chương trình là cái nháy mà kia là cờ nhá. Thì chúng ta sẽ này, đầu tiên chúng ta sẽ để mèo xuất hiện từ góc bên trái ở chỗ này đây. Chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ chọn cái lệnh là gì, là cho mèo là thông thường là lệnh đầu tiên điều khiển mèo lệnh cho lệnh là go to, không phải là x gì, không phải không y mà ta lệnh x gì ta bằng là âm 240 đi. Như vậy là
Ở đây là gì? Đây là lệnh là mèo xuất phát từ bên trái màn hình với tốc độ là âm 240 và y là không, tức là vẫn ở giữa màn hình. Được chưa? Và ta cho con mèo là nó gì? Nó quay về hướng mặc định là hướng 90 độ, nó quay sang phải. Đó. Đây là hai lệnh đầu tiên nhé. Thì chúng ta sẽ cho mèo chuyển động sang bên phải. Liên tục như vậy, thì chúng ta cho nó vào một cái vòng lặp. Vòng lặp mà liên tục, có gọi là vòng lặp vào forever. Đó, nhé. Các bạn chú ý nhé, ta được khiển cho mèo luôn chuyển động về phía trước. Chúng ta dùng lệnh là move. Đây, cho con mèo chuyển động move là 10 bước hay là 5 bước hay là bước tùy, để 8 bước nhé. Và chúng ta chú ý đây là chuyển động là forever nhé, là chuyển động liên tục, vĩnh viễn và mãi mãi. Vậy mèo sẽ tiếp tục chuyển động về phía trước. Được rồi, thế bây giờ nếu mà để như này nhé, thì mèo sẽ chuyển động vừa ra ngoài sân khấu và đi mất. Mình làm thế nào để khi mèo mà chạm sang bên phải màn hình thì nó sẽ quay lại bên trái thì làm thế nào? Đó, thì chúng ta phải dùng lệnh nữa để chúng ta điều khiển cho con mèo, và khi mèo mà vượt qua bên phải màn hình thì mèo sẽ chuyển lại ở bên trái. Bằng cách nào nhỉ? Bằng cách này. Chúng ta dùng lệnh nữa là lệnh điều khiển. Lệnh if then đây. Đó. Lệnh if then, khi mà ta điều khiển con mèo mà nó vượt qua bên phải thì chúng ta dùng lệnh gì? Chúng ta dùng lệnh sau đây nhé, cái này là cái mới các bạn đây này. Chúng ta sẽ làm vào lại lệnh motion và chúng ta sẽ lựa chọn lệnh nữa để điều khiển độ của mèo. Chúng ta chú ý lệnh sau đây nhé, nó có hai lệnh, là lệnh rất quan trọng là cái lệnh là gì? Đây, là cái lệnh là exposition. Đây là một cái biểu thức luôn tính cái tọa độ x chỉ có của con mèo hiện thời nhé. Thì cái điều kiện là khi mèo vượt ra khỏi màn hình bên phải thì tương đương với là tọa độ x thì lớn hơn 240, vì chúng ta biết rồi là ở điểm giữa đây là 0,0 này, ở bên phải cái này là x thì bằng 240 này. Như vậy khi mà mèo vượt sang bên phải nghĩa là gì? Nghĩa là tọa độ x của mèo là lớn hơn 240. Và chúng ta đây cho điều kiện là if, nếu tọa độ x lớn hơn 240 thì chúng ta sẽ cho mèo trở lại bên trái màn hình. Nên chúng ta làm như sau nhé, chúng ta dùng cái này nhé, chúng ta vào cái nhóm lệnh là toán tử operator và chọn cái toán tử toán học là lớn hơn đi. Đây, lớn hơn nhé, lớn hơn này. Đó, thì chúng ta đây chúng ta sẽ điều khiển một cái biểu thức so sánh. Nếu mà tọa độ x lớn hơn 240, ta chọn là 240. Đó. Chúng ta kéo cái x này vào, x position này vào, đây là cái tọa độ x mèo ta đưa vào đây nhé. Đó. Thế đây là cái điều kiện là gì? Là nếu tọa độ của mèo x mèo lớn 240 thì sao? Chúng ta kéo cái điều kiện này vào, kéo vào đây. Đó. Đây là cái điều kiện là if nếu x position lớn hơn 240 thì sao? Thì chúng ta sẽ cho mèo trở lại là âm 240. Này. Đó, thì ở trong phần motion có lệnh nữa rất quan trọng là cái lệnh là set x và set y. Đây là lệnh là ta thiết lập lại tọa độ x của mèo đây. Ta đặt lại cái này là âm 240. Ta đưa nó vào đây. Đó. Thì đây chính là cái lệnh là gì? Đây là chính là cái lệnh là điều khiển nếu mà mèo mà chạy vượt ra khỏi bên trái, bên phải của màn hình thì ta sẽ thiết lập cho mèo quay trở lại ở bên trái, lại chạy tiếp nhé. Chúng ta cho ra vào đây này, đó, các bạn thấy không? Và như vậy bây chúng ta đã có một cái lệnh hoàn chỉnh rồi đấy, trình tương đối hoàn chỉnh nhé. Đây này, đầu tiên khi chạy chương trình nhé, là ta cho mèo xuất phát từ âm 240 và y bằng 0, tức là ở chỗ này này, ở chỗ này này, đó, và mèo luôn hướng về bên phải, sau cho vào một cái vòng lặp vô hạn lần, luôn chạy về phía trước với tốc độ là 8 bước liên tục như vậy. Nhưng nếu ra khỏi bên phải thì quay lại bên trái. Thấy chưa nào? Chạy thử nhá. Đấy, thấy không nào? Đó, các bạn có nhìn thấy không? Như vậy là ta điều khiển mèo luôn chạy về phía trước và khi gặp bên phải nó quay lại bên trái. Các con đã hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp nhá. Bây giờ ta thấy mèo chạy có cứng đơ không nào? Cứng đơ đúng không? Vì tôi muốn cho mèo là chạy vừa co cái chân lại chạy như thật cơ, thì làm thế nào? Đây, thì chúng ta chú ý này, chúng ta có một cái điều rất hay nữa,
là chúng ta xem con mèo nhá. Con mèo đây này, chúng ta vào cái costume. Thế đây mèo nó có hai cái trang phục, đúng là trang phục một, trang phục hai. Đấy thì hai cái trang phục nó khác nhau ở cái chân đấy. Đây là cái chân như này nhá, trang phục thứ hai là cái chân như này. Thì đây chính là cái hai cái trang phục khác nhau. Và khi chúng ta cho con mèo này điều khiển liên tục trang phục, chạy từ một sang hai, một sang hai, một sang hai, một sang hai, thì chúng ta có cảm giác như mèo mèo đang chạy. Thì đây là một thủ thuật rất là hay của Scratch. Chúng ta muốn cho nhân vật chuyển động ấy, thì chúng ta sẽ dùng dùng cái trang phục để ta làm nó. Chúng ta bổ sung thêm trang phục để vẽ những hình khác nhau của con vật. Thì khi chúng ta cho các trang phục chuyển đổi liên tục thì nó sẽ như nó chạy. Thì chúng ta làm lại là lập trình tiếp tục nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta cho con mèo này nó luôn là thay đổi trang phục từ một sang hai và quay về một. Cứ như vậy thì làm cho mèo nó trở nên là gì, nó trở nên là như là chạy. Chúng ta làm ngay bây giờ nhé. Chúng ta sẽ làm, đây là một lời rất hay của Scratch này. Chúng ta cho phép phần mềm chạy đồng thời cùng một lúc nhiều lệnh khác nhau. Đây là một nhóm lệnh nhé, được nhóm lệnh này được chạy chạy bởi khi chúng ta nháy nháy chuột vào cái lá cờ đỏ, lá cờ xanh. Còn đây là một nhóm lệnh khác. Phần mềm cho phép là có nhiều nhóm lệnh chạy song song với nhau. Nhóm lệnh hai này là chạy gì, là điều khiển mèo sẽ liên tục co chân để chạy. Thì chúng ta vẫn đưa vào đây một cái điều khiển là forever, và chúng ta dùng cái lệnh là có sẵn trong máy tính. Ta vào cái nhóm lúc là nhóm mà thay đổi cái trang phục, thay đổi bên ngoài của nhân vật, và chúng ta chọn cái lệnh là gì, lệnh next costume. Đây là cái lệnh cho phép là chuyển sang trang phục tiếp theo. Trang phục của con mèo đánh số là một hai, nó là từ đầu tiên là một, sau chuyển sang hai, quay về và cứ thế nó chuyển động liên tục như này. Thì ta dùng đó ta dùng cái lệnh là next costume đó. Cái này nếu mà để chỉ để nó chạy thì mèo chạy, nó sẽ khu cho rất nhanh. Ta chạy thử cho các bạn xem nhé, này thấy không nào. Đấy, thế bây giờ làm thế nào cho nó chạy cho nó thật là chậm chậm không, chí chúng ta làm cho, chúng ta cho thêm một cái lệnh là wait vào đây một tí nữa, nó sẽ chậm lại một tí. Đấy, chúng ta cho chậm lại đến là 0.3 giây chẳng hạn, đưa vào đây thì nó sẽ chuyển sang trang phục tiếp theo và nó sẽ dừng lại 0.3 giây, nó làm tiếp. Chúng ta làm thử, chạy thử nhé. Vì chúng ta đã có một cái chương trình tự động hoàn chỉnh rồi đấy, chạy thử nào. À, vẫn nhanh quá. Bây giờ thì bỏ cái này đi, bây giờ là tôi bỏ hẳn ra ngoài như thế nào nhé, bỏ hẳn ra ngoài này. Được chưa? Chạy nhanh quá không? À, bây giờ chúng ta sửa đây một tí nhé, ta để là 0.05 thì nó sẽ hợp lý hơn. Tôi đưa nó vào đây nhé. Rồi, thử nào. Đại bia là vừa rồi đấy nhé. Như vậy là mèo đã chạy từ bên trái sang bên phải sân khấu, và khi sang bên phải nó sẽ lại từ bên trái, được chưa? Như vậy cho đã lập trình điều khiển để con mèo chạy trên như chạy trên màn trên sân khấu của như trên ngoài thực tế vậy. Thế bây giờ chúng ta sẽ bổ sung thêm nhé. Bây giờ chúng ta muốn là mô phỏng là mèo chạy hết từ phố này sang phố kia, cảnh này sang cảnh kia của sân khấu, thì chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ bổ sung thêm vào các sân khấu cho con mèo trong chương trình, và nó sẽ điều khiển sân khấu đó. Khi mèo chạy hết một sân khấu thì xuyên sân khấu khác, và chúng ta cảm giác như mèo nó chạy trên 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 trong ở trên thực tế vậy, hết qua cái nhà này sang nhà khác, trong phòng này sang phòng khác. Chúng ta vào cái nút này nhé để chọn sân khấu này, bấm như này này đó, bấm vào đây nhé. Đó thì chúng ta bây giờ quan tâm, chúng ta quay lại thì chúng ta vào xem cái sân khấu nhé. Ta bấm một chỗ này, ta chọn sân khấu này, ta sân khấu đây nhé, để bấm lên chọn sân khấu này và ta bấm vào đây này. Thì mặc định ý, sân khấu nó là gì, sân khấu nó là một cái màn hình trắng. Thì bây giờ chúng ta sẽ bổ sung thêm sân khấu vào đây, màn trắng này chúng ta sẽ xóa đi. Thì chúng ta sẽ điều khiển cho mèo là điều khiển chạy trên sân khấu có nhiều cảnh sân khấu khác nhau. Như vậy là cái người mà lập trình ý, là người đạo diễn, có thể điều khiển mèo chạy qua sân khấu khác nhau. Chúng ta bổ sung thêm nhé, chúng ta bấm vào đây để bổ sung này, bổ sung thêm các sân khấu khác nhau nhé. Bấm vào đây và là chọn biệt miệt thầy muốn nhé. Đầu tiên là mèo xuất phát từ ví dụ từ đây chẳng hạn, bấm vào đây chọn một sân khấu nhé. Sân khấu thứ hai ta chọn là, ta chọn ba bốn cái đi, sân khấu thứ hai ta chọn cái nào là ví dụ chọn cái này nhé.
Đây, sự cố thứ hai là cái này. Rồi, cái thứ hai đây. Từ đây ba cái đi cho nó thích. Ba cái nhá. Bây giờ tìm cái thứ ba nhá. Ví dụ là cái nào nhỉ? Đây cái thứ ba này. Nghe có ba cái nhá. Mà sân khấu nhá. Mèo sẽ chạy ví dụ ở chỗ này nhá. Sân khấu đây. Sân khấu để ở đây đi. Sân khấu 1 này. Ok rồi. Chỗ này đi. Sân khấu 1 nhé. Sân khấu 2. Ok. Hơi bị lệch một tí. Để ở đây đi. Chỗ này hơi khó một tí để các bạn để thầy kiểm tra lại một tí. Ok. Xong nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ cái sân khấu 1 ta xóa đi. Bấm này ta bấm ta xóa cái này đi. Xóa đi. Như vậy sân khấu này là đánh dấu là 1, 2, 3. Như vậy sân khấu có 3 cái, có 3 cái nền. Là nền 1, nền 2, nền 3. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển đổi cho mèo chạy các sân khấu khác nhau nhé. Chúng ta quay lại điều khiển con mèo nhá. Đây, điều khiển mèo đây. Đây. Thì ở đây này, khi mà mèo vào đó mà cái này, chỗ này nhé. Điều khiển này, khi mà mèo chuyển động sang bên phải màn hình đó, thì điều khiển mèo sẽ quay trở lại ở bên trái. Và đây chúng ta sẽ thêm lệnh nữa, lệnh là đổi nền sân khấu. Đổi nền, chúng ta vào cái lệnh look như vừa rồi là những lệnh looks. Và chúng ta có một lệnh là không phải là next custom, lệnh là next backdrop, là dùng lệnh là chuyển đổi sang sân khấu khác tiếp theo. Chúng ta đưa này vào đây đó. Và bây giờ chúng ta được một cái ở đây, đây y của nó là -103, chúng ta chuyển, chúng ta sửa đây là -103 nhé, -100 nhé, cho hợp lý hơn. Đấy, bây giờ chúng ta đã có một cái chương trình đẹp hơn để chúng ta điều khiển con mèo nhé, chạy thử nào. Đấy, bạn thấy không, như vậy là con mèo là nó chuyển động qua những cái nền khác nhau, và chúng ta có cảm giác như là nó mô tả một cái kịch bản rất là hoàn chỉnh, mặc dù rất là đơn giản. Các bạn thấy chưa? Như vậy là cái người mà lập trình ấy là điều khiển nhân vật chuyển động bằng cách là lập trình cho nó. Và các bạn thấy mà chúng ta học rất nhiều những cái lệnh điều khiển trên màn hình này, các lệnh điều khiển tọa độ xy này. Mà quan trọng là cái lệnh là nếu tọa độ của x gì mà như thế nào đó thì làm cái gì đó. Mà chúng ta học hạn định là cái lệnh là chuyển sang cái bộ trang phục tiếp theo của nhân vật, và lệnh chuyển sang cái màn hình sân khấu tiếp theo. Đấy, đây là một chương trình rất là hoàn chỉnh của hôm nay nhé. Các bạn đã hiểu chưa? Như vậy đây là cái nhóm lệnh đầu tiên các bạn học ở mức độ là đơn giản nhé. Thế bây giờ thầy sẽ sang cái phần ví dụ thứ hai tiếp theo. Mà chúng ta sẽ học hai ví dụ. Thông qua hai ví dụ này để chúng ta sẽ làm những cái chúng ta sẽ hiểu thêm vào những cái lệnh mà điều khiển nhân vật trên màn hình nhé. Bây giờ chúng ta ghi lại, chúng ta vào lệnh file và ghi lại, dùng lệnh save to your computer và ghi lại sang kia. Hôm nay là sang bài thứ ba, buổi thứ ba rồi nhé, bài 3 rồi, bài 1 của buổi. Bài 1 nhé. Rồi, thì bây giờ thầy sẽ là new một cái file mới mà chúng ta sẽ làm một bài tập mới nhé. Bài tập mới nhé. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ mô tả cái bài tập mà đơn giản thôi nhưng mà cũng sẽ rất là hay. Một cái trò chơi đơn giản thôi nhé, và chúng ta sẽ là cùng với thầy điều khiển cái bài tập đó nhé. Vì chúng ta sẽ không dùng con mèo nữa. Cái bài tập này chúng ta sẽ điều khiển như sau này. Chúng ta sẽ mô phỏng quả bóng bay ở trên sân khấu và quả bóng luôn rơi xuống đất, và chúng ta dùng thanh ngang để đỡ quả bóng này nghe. Đề lệnh rất là hay và trình rất hay, rất đơn giản. Chúng ta sẽ làm như bây giờ chúng ta sẽ xóa con mèo đi. Con mèo chúng ta phải xóa được nhé. Chúng ta hoặc là bấm chuột phải cho con mèo, hoặc là được bấm đây xóa đi. Và bây giờ này sẽ bổ sung chương trình của chúng ta là một trò chơi đơn giản điều khiển một thanh ngang để đỡ quả bóng trên màn hình, và chúng ta sẽ đưa vào trong chương trình là có hai nhân vật, một là quả bóng, hai là thanh ngang. Chúng ta bấm đây để chọn là quả bóng này. Đây quả bóng này, đây là quả bóng nhá. Một
là quả bóng, kiểu nó là bon nhá. Và hai là thanh ngang, chúng ta chọn một thanh ngang, tìm cho này một thanh ngang đi. Rồi đó nó có để phía dưới đấy nè, đây thanh ngang đấy nhá, thanh ngang. Nhưng mà chúng ta có hai cái nhân vật được chưa? Cho lập trình cho cả hai nhân vật đấy nhá, hai nhân vật đấy nhá. Biểu quả bóng sẽ luôn xuất hiện từ phía trên này mà rơi xuống, nó rơi xuống dưới, rơi xuống dưới nhá. Đó. Nếu mà chúng ta để rơi xuống đất ấy, thì là thua, coi như là thua và trình chỉ dừng lại. Chúng ta sẽ học cái lệnh là điều cho chương trình dừng lại. Còn nếu bóng mà đập vào cái thanh này thì bật lên, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ điều khiển cho quả bóng trước nhé. Quả bóng luôn xuất hiện ở phía trên màn hình và sẽ từ từ rơi xuống phía dưới nhé, rơi phía dưới, từ từ rơi xuống phía dưới. Nếu mà chạm đáy phía dưới thì là thua, thì chỉ dừng lại. Đó là một, điều khiển một. Điều khiển hai là cho điều khiển thanh ngang này chuyển động sang phải sang trái tùy theo cái con người sẽ điều khiển bằng bàn phím nhé, để đỡ quả bóng kia. Đó là trò chơi này đều chúng ta dùng cái các lệnh điều khiển của chương trình nhé, để điều khiển các cái vật đó chuyển động ở bên trong sân khấu. Vì chúng ta được lập trình riêng từng cho từng cái một nhé, quả bóng trước và thanh ngang sau, bấm quả bóng đi. Đấy, bây giờ nhé, chúng ta bắt đầu này. Khi bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ điều khiển quả bóng như sau. Quả bóng sẽ xuất hiện từ phía trên của màn hình ở vị trí bất kỳ theo chiều ngang này, được chưa? Đấy. Thì chúng ta chọn lệnh gì? Chúng ta chọn lệnh như sau. Chúng ta có thể dùng chọn lệnh là go to XC cũng được. Đây. Đó. Hoặc là lệnh là set Y cũng được, set X cũng được, chọn lệnh là chọn lệnh nào cũng được nhé. Đó. Nhưng mà thầy đặt cái lệnh để lệnh này đi nhé. XC làm giá trị bất kỳ từ bên phải sang bên trái. Còn Y sẽ luôn là bằng bao nhiêu? Y từ trên xuống mà, Y sẽ bằng bao nhiêu? Y luôn sẽ bằng là 180, là vị trí cao nhất của sân khấu. Vì chúng ta nhớ là cái chiều ngang của màn hình đây là 0 này, đây là trục Y này, trên này là 180, ở dưới này là âm 180 đúng không? Chiều ngang của dưới này là chiều ngang của trục X của màn hình, bên trái là âm 240, bên phải là dương 240. Thì ở đây nhá, ta cho X cho quả bóng chạy xuất hiện ban đầu đấy là vị trí ngẫu nhiên nằm giữa âm 240 và cộng 240 làm như nào? Thì chúng ta có một lệnh nữa rất là hay. Điều các em là cái lệnh ở trong operator nó có một lệnh là chọn random, chọn ngẫu nhiên. Đây là cái lệnh là cho phép sinh một cái số ngẫu nhiên nằm từ giữa giá trị này và giá trị này. Vậy chúng ta sẽ chọn như sau. Ta sẽ chọn X là một giá trị ngẫu nhiên chạy từ âm 240 đến bên này là dương 240. Đó, ta đưa vào đây. Và chúng ta đưa cái này vào trong X này. Đó. Thì như vậy đây là cái lệnh gì? Đây là cái lệnh mà ta cho quả bóng nó đồng truyền nhân nó sẽ xuất hiện. Mở ở một vị trí là X là ngẫu nhiên, còn Y luôn là 180. Như vậy bóng luôn nằm phía trên cùng màn hình. Đấy, nằm ở đây này. Đấy, nằm ở đây nhé. Rồi, sau đó bóng sẽ luôn đi xuống phía dưới. Và chúng ta dùng cái câu lệnh cho nó chuyển động forever xuống phía dưới. Được chưa? Xuống phía dưới. Thì để điều khiển cho bóng mà chuyển xuống phía dưới ta là dùng lệnh gì nhỉ? Đây, chúng ta dùng lệnh này. Chúng ta lại vào motion và chọn cái lệnh rất quan trọng là lệnh là change E by. Đây là cái lệnh mà là cho phép là thay đổi riêng tọa độ Y thôi. Nhưng không phải thay đổi tọa độ X hay thay đổi cái vị trí, mà thay đổi tọa độ Y của bóng thôi nhé. Còn lệnh là change X by là lệnh thay đổi tọa độ X của bóng nhé. Người ta không dùng Y. Thì nếu mà Y mà là số dương ấy, chứ là dương thì bóng trộn lên, còn ta để âm, người ta để là để ở đây là âm 5 thì bóng sẽ chuyển động xuống phía dưới nhé. Như vậy đây chính lệnh là mô tả cái quả bóng là chuyển động từ trên xuống dưới, được chưa? Từ trên xuống dưới như là bóng mà rơi xuống đất ấy, được chưa? Đó, chia sẻ cho các bạn xem nhé. Này, bạn thấy nó chạy rộng xuống này,
Đấy, thấy không nào? Đang chỗ dưới thì nó dừng lại vì ta nó không chịu xuống sâu hơn được nữa. Thế bây giờ chúng ta điều khiển như sau này, chúng ta muốn điều khiển là gì? Khi mà quả bóng này nó rơi xuống phía dưới ý, thì thua, thì coi như thua. Thì đây chúng ta có một cái lệnh để đưa vào đây là nếu mà tọa độ y của bóng mà nhỏ hơn âm 180 thì dừng chương trình lại, thua. Thì chúng ta dùng lệnh sau đây nhé, chúng ta vào cái lệnh control và dùng cái lệnh if. Đây if, chúng ta lại vào cái operator để chọn cái toán tử là nhỏ hơn, đây toán tử nhỏ hơn nhé. Thì nếu mà ta vào motion và chọn cái lệnh là y position là tọa độ y đây, thì nếu tọa độ y của bóng mà nhỏ hơn âm 180 thì là thua. Đấy nhé, đây này, ta đưa cái này vào đây này đó. Nếu tọa độ y của bóng âm nhỏ âm 180 tức là khi mà có bóng xuống phía dưới đấy thì thua, thì dừng chương trình lại. Ta dùng cái lệnh gì? Ta dùng cái lệnh là stop, có lệnh là lệnh stop chương trình nhá. Lệnh đây này, stop stop on là dừng chương trình. Ta dừng ở đây đấy. Còn nếu các bạn muốn nữa thì các bạn có thể thu âm thanh đây là thua rồi cũng được, ta đưa vào đây âm thanh là thua rồi sẽ dừng lại nhé. Đó thì đây là cái lệnh nhé, chạy thử này đấy. Thế thầy cái lệnh impulsion ở đâu ấy thầy? Y là trong motion ở phía dưới này, đây này này, đây này, thấy không nào nhé? Yeah. Thấy không? Em thấy đó thầy. Có thấy không? Đây này, ở đây này. Tôi vào chuyện motion này nhé. Dạ vâng. Kéo trên phía dưới. Có thấy không nào? Có. Ừ, đấy. Đây mà, đúng không? Đấy. Nó chạy lại này. Đấy, dừng rất dừng rồi nhé. Rồi, đó. Thế nhưng mà nếu mà để bóng dừng đấy là thua. Thế bây giờ chúng ta sẽ điều khiển như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ quay sang điều khiển cái thanh ngang này. Thanh ngang này như sau, chúng ta sẽ điều khiển như sau này. Chúng ta sẽ học cái lệnh là thế phóng to thì có cái lệnh này để phóng to này, size này chúng ta sẽ để là 120 cho nó to ra một tí. Rồi chúng ta sẽ điều khiển cái thanh này bằng bằng bàn phím nhé các cháu con nhé, rất hay đấy. Chúng ta dùng cái phím phải thì nó sang bên phải, phím trái nó sang bên trái. Chúng ta sẽ điều khiển bằng bàn phím, mà bằng bàn phím nhé, sang phải sang trái nào. Bây giờ chúng ta điều khiển rất đơn giản thôi. Bây giờ các bạn điều khiển sang cái thanh ngang đi nào, chúng ta vào cái này chúng ta điều khiển nhá. Đây thì như sau, chúng ta dùng lệnh gì? Thật ra không cần cái lệnh này, bây giờ thầy nói các em ở trong văn chương trình ý, thì cái này là cái này là cái lệnh sự kiện là khi người dùng bấm chuột vào cái lá cờ nó mới chạy. Còn đối với cái thanh này thì không cần, chúng ta sẽ dùng chuột phải, dùng mũi tên phải, bàn phím mũi tên phải, bàn phím mũi tên trái, thì bản thân khi ta bấm vào cái bàn phím mũi tên phải thì nó là một sự kiện rồi. Thì vào đây rồi. Thì đây có cái lệnh như này, có cái lệnh là when. Đây. When khi chúng ta bấm một cái phím. Đấy, phím nhá. Thì đây nó có phím gì? Phím là up arrow là phím lên, phím down là phím xuống, phím right arrow là phím phải, phím left là phím trái, được chưa? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ điều khiển như sau này. Chúng ta dùng lệnh này, khi mà người dùng bấm vào phím trái left arrow, được chưa? Thì bản thân đây là một sự kiện rồi thì không cần cái lệnh này nữa, này là không cần nhá. Đó, đây bản thân nó là cái hình quang, là đây là một sự kiện rồi. Thì khi người dùng bấm vào cái phím là trái thì chúng ta điều khiển cái này sang bên trái, chúng ta dùng lệnh gì? Chúng ta vào motion và chọn cái lệnh là change x. Đấy, như tôi vừa nói đấy, lệnh change x là cái lệnh thay đổi tọa độ x gì, được chưa? Thay đổi chiều ngang, nếu mà là dương thì sang bên phải, âm sang bên trái, chúng ta gọi đây là âm 5 này, âm 5, tôi đưa vào đây. Thế cũng là đây là cái lệnh là
khi mà người dùng mà bấm chuột là trái thì nó chuyển sang bên, nó chuyển sang bên trái là năm âm 5 bước. Tao bấm thử này nha. Đấy, sang trái này. Đấy, tương tự nhá, tương tự thầy làm cho bên phải, bấm vào event này, chọn là vẫn chọn là cái này nhá, mà vừa thầy chọn bên này là bấm là right arrow, được chưa? Và thầy chọn cái lệnh cũng là trên x gì, trên x gì đấy rồi, nhưng mà đây thầy chọn đây là dương 5. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ có thể điều khiển con này được, người ta bấm chuột phải sang trái này, đấy, thấy chưa? Các bạn thấy không ạ? Như vậy là cái lệnh mà điều khiển con này, điều khiển nhân vật chuyển sang đoạn sang phải sang trái, chúng ta dùng lệnh này, dùng cái lệnh sự kiện là when, khi mà bấm phím chuột bấm phím bàn phím phím trái thì trên x by một số trừ 1, khi ta bấm when khi bấm phím phải thì trên x by một số dương, ta để là cộng 5 hoặc trừ 5 nhé. Đấy, điều khiển đây là cái phần lập trình điều khiển cho con gì, cho thanh Nga, được không nào? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái bên này. À, quay lại con cái này, và chúng ta điều khiển như sau. Điều khiển là khi mà quả bóng rơi xuống, nó rơi trúng cái thanh ngang thì nó sẽ bật lên. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ gồm lệnh mới đấy. Bây giờ chúng ta để sang bên này nhé, và chúng ta điều khiển thêm này. Các bạn có hiểu chưa? Nha. Bây giờ chúng ta sẽ điều khiển thêm cái lệnh, chúng ta cho nó nhỏ lại để cho nó dễ nhìn nhé. Đó. Chúng ta sẽ điều khiển là khi mà quả bóng nó rơi trúng vào cái thanh ngang nó sẽ bật lên. Bật lên thì như thế nào đây? Bây giờ chúng ta sẽ có thể điều chỉnh đây, mà chúng ta cho thêm một lệnh khác cho hay đi. Đây. Đây cứ cái lệnh mà các bạn thấy là cùng là cái thanh ngang nhé, cùng là này nhé, nhưng mà bên này là cái lệnh, cũng là cái lệnh đó, nhưng mà điều khiển bắt đầu, còn bên này là cái lệnh điều khiển khi mà bóng chạm phải cái thanh ngang, thì chúng ta vào cái lệnh, chúng ta chọn cái lệnh vẫn là lệnh control, chúng ta vào cái cũng là cái lệnh mà điều khiển gọi là forever đấy. Chúng ta sẽ điều khiển là khi bóng mà chạm phải cái thanh ngang thì như thế nào, thì ở đây chúng ta bắt đầu dùng cái học lệnh đầu tiên của cảm biến rất quan trọng, là lệnh mà khi điều khiển một cái con vật này khi chạm vào một con vật khác, như vật này chạm như vật khác. Ở đây là lệnh là gì? Lệnh điều khiển là khi nào quả bóng nó chạm phải thanh ngang, thì chúng ta dùng lại sau đây, chúng ta vào sensing và chọn cái lệnh là touching. Đó, đây là này điều khiển cho quả bóng nhá. Chúng ta bấm vào đây, ta chọn thanh ngang. Đó là nếu mà quả bóng chạm thanh ngang thì nó sẽ điều khiển này nó sẽ là đúng, và nhưng mà chúng ta sẽ đưa vào đây, ta chọn lệnh if vào đây. Nếu quả bóng mà chạm thanh ngang thì sao? Đây, ta đưa cái này vào đây này. Đó, và ta bắt đầu điều khiển nhé. Khi bóng chạm thanh ngang thì lập tức là bóng sẽ bật lên, quả bóng sẽ bật lên, được chưa? Sẽ bật lên theo hướng nào? Đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu chọn nhé. Ở đây này, chúng ta sẽ làm như sau nhé. Chúng ta ở đây chúng ta sẽ bật lên, chúng ta sẽ phải điều khiển hướng thôi. Chúng ta vào motion, chúng ta chọn như này. Tôi chọn là quả bóng sẽ bay lên trên. Quả bóng sẽ bay lên trên, nhưng mà không phải là không độ thẳng lên tắp, mà tôi muốn là nó bay lên với một cái hướng bất kỳ từ âm 5 độ cho đến dương, cho đến đây là dương 5 độ nhé, hay âm 10 độ đến dương 10 độ ở đây nhé. Đó, chỗ này nhé, thì thầy làm như sau. Chỗ này thầy làm cái điều kiện là gì? Điều kiện là vào cái lệnh này để chọn giá trị ngẫu nhiên là từ âm 5 độ cho đến dương 5 độ. Đó, và chúng ta đưa cái này vào đây. Đấy, như vậy là lệnh này là lệnh điều khiển là bóng khi mà chạm phải cái thanh ngang sẽ bật lên và nó sẽ bật lên và nó sẽ luôn chủ động với cái vận tốc là trừ 5 mà. Đó, thì nó sẽ chủ động lên, và khi gặp này nó sẽ bật xuống. Mà chúng ta thêm lệnh nữa đây để cho nó hoàn hảo thêm, cho cái lệnh này nó mới đúng hoàn toàn, là cái lệnh này nhé. Lệnh là if on edge, nếu mà gặp cạnh thì bật trở lại. Đưa vào đây. Đấy, thì bây giờ nó là hoàn chỉnh đấy. Nếu mà bóng mà đi xuống, nếu mà gặp cạnh cái lệnh này này, gặp cạnh bật lại cái này, dùng khi nào bóng mà bật lên thì nó sẽ bật xuống. Khi xuống thế này thì nó sẽ bị gì? Nó sẽ bị dừng lại ở đây. Đó, nhé. Còn bên này thì là
Còn bên này là khi bóng và bóng mà gặp cái thanh ngang thì bật lại, chúng ta thử nhá. Chạy thử này. Đấy. Ồ, nó không gặp à? Nó không chưa chạy cái này à? Xem lại nhé. Không hiểu sao nó lại chưa được. Để thầy kiểm tra lại chỗ này nhé. Nơi khó nhỉ, thầy về hơi thầy đưa vào đây, thầy đưa cho chỗ an toàn, thầy làm như này cho an toàn nhé. Cảm giác đây nó không ăn cái này, thầy đưa này vào đây nó sẽ an toàn nhất này. Đưa này vào đây cũng được, đưa vào mỗi bên thôi. Đấy, thì cảm giác nó an toàn hơn. Rồi chạy thử nhé. Bé thì muốn điều khiển cái này cơ nhé. Chọn này không ăn. Nó xoay ngược lên mà, đúng không? À. Thì thầy xem lại chỗ này nhé. Bóng nó phải từ từ, bóng nó phải quay hướng xuống từ từ này, thầy làm thêm một cái thông báo lệnh nữa là chỗ này này. Chỗ này là bóng nó phải đầu tiên là bóng nó phải hướng xuống. Thật ra không hay lắm, thật là chỗ này không hay lắm. Thì làm lại nhé. Chỗ này nó mới chuẩn này. Thầy chỗ này hơi nhầm một chút. Ngay từ đầu thì không phải là chỗ này. Chúng ta không dùng lệnh này. Mà ta dùng lệnh gì? Ta dùng cái lệnh là đầu tiên là bóng nó phải hướng xuống đã. Đây. À, bóng nó sẽ hướng xuống. Nó hướng xuống dưới. Rồi. Và cho thay bằng cái này bằng cái lệnh gì? Bằng cái lệnh là move về phía trước. Ừ, cái này. 5 nha. Không dùng này cũng được thôi, nhưng mà cái này không hay bằng cái này. Đấy. Giờ làm thử nhá. Xem nó có ăn không. Đấy, bây giờ ăn rồi đấy. Nha. Chỗ này nó dậy này mới ăn, chứ lẽ thầy hơi nhầm với em. Thầy nhầm chỗ này nhá. Chỗ này là phải để bóng luôn quay phía dưới và luôn chuyển động về phía trước là đang bước, khi gặp cạnh thì nó bật trở lại, tức là ý đây là bật xuống đấy nhé. Còn nếu gặp cái thanh ngang thì nó sẽ bật lên, nó sẽ quay ngược lên cái góc là chữ âm từ 5 chữ âm đến 5 độ đến 5 độ nhé. Và khi đây ta để đây, ta để hướng dẫn này là ấy quá, ta để đây nó cũng bật lên đấy. Ta vì sao là vì nó đây là nó tới đây là nó bật lên rồi, cho nên chúng ta sửa đây một chút. Đây là âm 160 là chết rồi nhé. Lại này, không được đúng không, xem nó âm nó chạy âm từ đâu nhá. Ta đến lên là ta sửa đây là gì, là âm 150 thôi, 150 nè, âm 150 thôi. Chạy lại nhé. Đấy, tới đây là chết rồi nhé. Rồi, thế bây giờ thầy mới ở đây thì muốn cho nó hay hơn nữa. Chỗ này là thầy muốn nếu mà nó chạm phải cái thanh ngang thì nó kêu pick pop một cái nhé. Tôi vào âm thanh và cho một cái lệnh pop một cái và tôi đưa nó vào đây. Đấy, thì chúng ta đã có chương trình hoàn chỉnh rồi đấy nhá. Làm đi, chạy thử nào. Đấy. Đó chưa hoàn chỉnh chưa? Đấy.
nếu chúng ta mà điều khiển sai nó rơi là thua đấy. Thì đó là cái môn trò chơi là hoàn chỉnh nhé. Thật lớn một chút là nói thầy nhầm một chỗ này một chút nhé, thì các em sửa lại cái trình như này nhé. Đấy. Các bạn có nhìn rõ không? Đấy. Thì đây là cái trò chơi thứ hai của buổi hôm nay. Các con đã hiểu có hiểu không? Dạ hiểu thầy. Có hiểu không? Có hiểu, hiểu ạ. Có hiểu hay là có hiểu? Có ạ, có hiểu. Hiểu. Có hiểu. Cháu hiểu. Ở đây có thể tách ra là hai trình cho dễ hơn. Cháu hiểu thầy ạ. Có hiểu không? Thế cho hiểu kiểu gì ạ? Có ạ. Có ạ. Có thấy hay không nào? Nhá. Yeah. Hay ạ. Cho được điểm mà không hả thầy? Có. Làm sao? Cho điểm à? Cho được điểm mà. Có cho điểm học sau. Hôm nay là cái bài hôm nay là buổi thứ ba là chỉ học học một số cái bài tập đơn giản đã nhé, chưa phải là nhiều nhé. Đấy. Yeah. Được chưa? Dạ yeah, rồi. Đấy, như vậy là hôm nay là con bắt đầu học như vậy khó hơn một chút. Là chúng ta điều khiển các cái nhân vật mà chuyển động ở trong lòng cái sân khấu, nó có được nó cho lên nó xuống, nó không phải sân trái mà nó gặp nhân vật khác là nó dừng lại hoặc là từng cái hành vi của nhân vật. Đó. Và đặc biệt ta sẽ điều khiển con cái nhân vật này điều khiển bằng bàn phím hoặc là chuột nhé. Đó. Thì chúng ta ghi lại nhé. Bạn nào chúng ta ghi lại. Được chưa? Rồi bây giờ tiếp theo thầy cho con là bắt đầu về nhà nhé. Thầy nói miệng thôi. Thầy về nhà như này nhé. Về nhà con ra đọc bài để thầy xem nhé. Bài này là cái bài về nhà như sau. Chúng ta sẽ có con mèo đây. Có mèo. Con mèo và một con chuột nhá. Con cho đây thêm con chuột nhá. Chọn tìm con chuột đi nào. Con chuột nhá. Đây. Thế bây giờ con mày đặt tập như sau này. Con mèo nó luôn luôn là nó chạy về phía con chuột. Được chưa? Chạy chậm chậm. Còn chúng ta sẽ dùng sẽ điều khiển chuột để chuột chạy khỏi mèo. Nếu mà chúng ta sẽ dùng điều khiển chuột bằng bàn phím lên xuống phải trái. Bấm phím lên thì chuột lên, bấm phím phải xong chuột sang phải, bấm phím xuống thì chuột xuống. Và chuột đi nhanh hơn là mèo. Nếu chúng ta mà chạy sai thì mèo nó sẽ bắt được chuột thì thua. Thì mèo sẽ kêu meo meo và chỉ dừng lại. Còn chúng ta sẽ điều khiển chuột càng lâu càng tốt để chuột chạy khỏi con mèo. Được chưa? Cái đó là cái bài tập mà cho buổi hôm sau nhé. Các con làm bài tập này nhé. Thì bài tập này là thầy sẽ chữa cho buổi sau. Là chúng ta bắt đầu học sâu hơn những cái bài mà điều khiển hai hay là ba nhân vật trên màn hình nhé. Rồi. Được chưa? Hôm nay dừng ở đây nhá. Ừ. Cảm ơn thầy. Ừ. Để thầy xem lại xem là cái loa thu âm như thế nào. Con chào thầy ạ. Con chào thầy. Chào thầy. Cảm ơn thầy ạ. Chào thầy ạ. Cảm ơn thầy.